Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta bước vào tuần đầu tiên của năm phụng vụ mới, tuần thứ nhất mùa vọng. Mùa vọng có hai đặc tính, vừa là mùa chuẩn bị mừng lễ trọng Giáng sinh, tức là chúng ta kính nhớ việc con Thiên Chúa đến lần thứ nhất với loài người, vừa là mùa giúp các tín hữu hướng lòng trong đợi Chúa Kitô đến lần thứ hai trong ngày tận thế. Lời Chúa qua tin mừng theo Thánh Matthew hôm nay làm nổi bật lên tầm quan trọng của mùa vọng qua câu: anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì con người sẽ đến. Như vậy, nhiệm vụ của chúng ta là hãy sẵn sàng. Sẵn sàng trong việc chờ đợi, sẵn sàng để ra nghênh đón Chúa. Sẵn sàng là cùng với Chúa xây dựng một trái đất đầy tình thương và công lý. Sẵn sàng là biến những con đường gồ ghề trong đời mình, là tội lỗi, là lòng ham hố, là đam mê, là mù quáng, để biến chúng thành những con lộ thẳng băng cho Chúa và tha nhân. Xin cho ngày Chúa quang lâm là một ngày bất ngờ, nhưng nó sẽ ít bất ngờ đối với những ai biết sẵn sàng. Thưa anh chị em, hôm nay giáo hội bước vào năm phụng vụ mới, phụng vụ 5A. Khởi đầu năm phụng vụ là mùa vọng. Mùa vọng vừa là mùa chuẩn bị lễ Giáng sinh, kính nhớ Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa đến lần thứ nhất, và cũng là mùa các tín hữu hướng lòng trông đợi Chúa Kitô đến lần thứ hai vào ngày tận thế. Chính vì thế, mùa vọng là mùa trông đợi, mùa trông đợi một cách sốt sắng và hân hoan. Phục vụ lời Chúa Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng nói về ngày Đức Chúa đến và mời gọi mỗi người hãy tỉnh thức đón chờ. Chúa sẽ đến cách bất ngờ. Thánh Phaolô nhắc tín hữu Roma là đêm sắp tàn, ngày gần đến. Còn Thánh Matthew lại cảnh báo: anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến, nên anh em hãy cảnh thức. Thế nhưng Chúa Kitô trở lại có ý nghĩa gì trong cuộc đời chúng ta? Quả thực, chúng ta vẫn có một ý niệm sai lầm về ngày Chúa trở lại và thường coi đó là ngày phán xét. Thật ra trong Kinh Thánh, ngày Chúa trở lại vẫn được hiểu là ngày Chúa quang lâm, tức là ngày người tỏ hiện vinh quang của người. Chúng ta lại thường có ý nghĩ Thiên Chúa như một vị quan tòa nghiêm khắc, đòi buộc mỗi người phải trả lẽ về đời sống của mình. Chính ý nghĩ này làm cho chúng ta quên rằng tính năng động của đời sống Kitô giáo luôn mời gọi chúng ta đến hưởng vinh quang của đấng chiến thắng mọi sự. Đằng khác, chúng ta cũng thường quên rằng tiên vàn Thiên Chúa là tình yêu đầy lòng thương xót, nơi người chỉ có tình yêu. Vâng, Chúa đến để giải thoát chúng ta, người không đến để kết án. Những lời tin mừng của Thánh Gioan cho chúng ta biết rõ điều này. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của người mà được cứu độ. Như vậy, cần phải có một ý niệm đúng đắn về ngày trở lại của Chúa, hầu có thể chờ đợi người với niềm hân hoan. Điều Chúa yêu cầu chúng ta là hãy chờ đợi người trở lại trong bình an, trong niềm và trong yêu thương. Như vậy, chúng ta phải làm gì? Chúng ta chờ đợi Chúa, điều có vẻ gây ngạc nhiên và nghịch lý. Mỗi khi cử hành thánh thể hàng ngày, chúng ta lại đang chờ đợi Chúa trở lại trong vinh quang.
Người đã đến, và đang gõ cửa tâm hồn chúng ta. Chúng ta hãy mở cửa đón người và xác tín rằng người trở lại chính là để ban tình yêu thương đầy thương xót và tình yêu chiến thắng. Chúng ta phải khao khát ngày Chúa trở lại. Chúng ta phải khao khát ngày ấy vì đó là ngày thành toàn điều mà Chúa Giêsu muốn và cũng là điều Chúa Cha muốn. Đó là chúng ta đang tiến về với vinh quang của Chúa. Chúng ta sẽ thấy người như người là. Như vậy là cuộc quang lâm của Chúa, là sự bày tỏ của tình yêu và sau đó không phải là sự kết án. Nói cách khác, đó là sự cứu thoát được bày tỏ trong tình yêu. Ngày quang lâm của con người, đó là cuộc quang lâm của Đấng đã yêu thương chúng ta từ muôn thuở. Nếu như đời sống Kitô giáo là bác ái, nếu Kitô giáo là tình yêu, thì đó chính là để chúng ta có thể chiêm ngắm Thiên Chúa, có thể yêu mến người luôn mãi. Thánh Phaolô nói với chúng ta là hãy mặc lấy Chúa Kitô và đừng chiều theo tính xác thịt mà thỏa mãn các dục vọng. Chúa đòi hỏi chúng ta phải có những thái độ của con người ánh sáng, phải mặc lấy Chúa Kitô mà chiến đấu, tức là để khám phá vào trong cõi thâm sâu của chính mình rằng chúng ta phải được yêu mến và chúng ta được yêu thương hết mực như chưa từng có ai yêu thương. Chúng ta được Chúa yêu thương vì người lôi kéo chúng ta vào trong vinh quang của người. Cuối cùng, bài tin mừng nhắc nhở chúng ta phải tỉnh thức. Chờ đợi là hành động của đức tin. Chúng ta không được để những công việc thường ngày làm sao lãng việc chờ đợi. Phải sẵn sàng vì Thiên Chúa là chủ của lịch sử, chứ không phải chúng ta. Mỗi ngày chúng ta lại thức dậy, ra khỏi giấc ngủ, bắt đầu một ngày mới. Có những ngày ta thức dậy mà lòng cảm thấy niềm vui, thấy cuộc đời đáng sống. Và chúng ta tạ ơn Chúa đã cho mình được phúc đón chào một ngày mới để chúng ta bắt đầu thực thi những gì đã dự định hay sửa chữa những sai lầm. Lại có những ngày ta thức dậy mà không thấy chút phấn khởi, ta cảm thấy mệt mỏi, chán chường và không muốn hướng về phía trước. Điều chúng ta cảm nhận vào mỗi buổi sáng có tầm quan trọng, đặc biệt. Nếu chúng ta có niềm vui thì ngày sống của chúng ta cũng tràn ngập niềm vui. Khó khăn vẫn có đó, nhưng chúng ta cảm thấy mình đủ sức mạnh để vượt qua. Mục tiêu của mùa vọng là gợi lên trong chúng ta niềm hân hoan của ngày Chúa đến. Chính niềm vui này thúc đẩy chúng ta quan tâm hơn đến Thiên Chúa và người khác, và như thế cũng sống trọn ý nghĩa của mùa vọng, tức là sống trong tình yêu. Đức Giêsu mời gọi chúng ta đi vào năm phụng vụ mới với tinh thần tỉnh thức. Người sẽ trợ giúp chúng ta và chúng ta cùng chờ đợi với người. Và nhất là đừng quên rằng không chỉ chúng ta trông đợi Chúa, không chỉ chúng ta hy vọng người, nhưng chính Chúa cũng đang trông đợi chúng ta, cũng hy vọng chúng ta sẽ mở cửa, mời người và dùng bữa tối và đón nhận tình thương của người. Thưa anh chị em, bắt đầu Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng, chúng ta hãy cầu xin Chúa giúp chúng ta khám phá ra ý nghĩa của việc chờ đợi. Hãy cầu xin Chúa ban đức tin để chúng ta vững lòng chờ đợi. Và hãy để bầu khí của mùa vọng chiếm lĩnh chúng ta. Chúng ta không chỉ tập trung vào ngày lễ Noel mà thôi, nhưng vào ngày Chúa trở lại. Tuy vậy, chắc chắn chúng ta phải mừng lễ Noel, vì Chúa đã đến để loan báo người sẽ trở lại. Người đến để tự do của chúng ta được trọn vẹn. Và trong tự do của Chúa, chúng ta có thể đáp lại Đấng đã yêu mến chúng ta.
ơi, xin cùng mưa xuống từ cao xanh, xin đổ nguồn thánh ân những tháng năm từng giây ngóng chờ. Mây mây ơi, gieo mưa đi trần đời khấn xin. Lạy trời thương ban mưa xuống cho đời, lạy trời thương xót mưa xuống cho con người. Đấng cứu tình, Ngài hãy giáng sinh xuống ơn an bình. Ngàn dân tôn kính, đừng trì hoãn nữa, xin đến cứu độ mọi mòn trong Chúa. Đôi mắt hoen lệ mờ, Chúa Chúa ơi, tình con thiết tha vững tin nơi Ngài. Ngàn năm trắng phai, đường thương đau rã rời chân bước. Lần trong đêm mong ngày bừng ánh lên. Chúa Chúa ơi, tội con ngất trời. Cha Cha ơi, xin thương yêu một lần thứ tha. Tin yêu trong lòng sám hối là câu kinh khấn nguyện cùng Chúa thôi. Thắm sáng lên bình minh trói người, cho say mê đưa con đi về đời thánh ơn. Lạy trời thương ban mưa xuống cho đời, lạy trời thương xót mưa xuống cho con người. Đấng cứu tình, Ngài hãy giáng sinh xuống ơn an bình. Ngàn dân tôn kính, đừng trì hoãn nữa, xin đến cứu độ mọi mòn trong Chúa. Đôi mắt hoen lệ mờ, Chúa Chúa ơi, tình con thiết tha vững tin nơi Ngài. Ngàn năm trắng phai, Chúa Chúa ơi, tình con thiết tha vững tin nơi Ngài. Ngàn năm chẳng phải.